vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với sự tài trợ của công ty Ajinomoto Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả và xin chào MC Minh Châu xinh đẹp của chúng ta. Chà, sao hôm nay phấn khởi vậy? Có phải tại vì quý vị khán giả tương tác với chương trình nhiều cho nên Khôi vui không? Đúng rồi, mà còn được khen cũng nhiều. Được khen nhiều nhưng mà cũng có nhiều vấn đề hóc búa quý vị khán giả gửi về nhờ các đầu bếp giải quyết lắm đó. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Mình là Như Ngọc, mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình vừa đi công tác về, bây giờ đã sắp đến giờ ăn rồi. Đi chợ chắc chắn sẽ không kịp nữa. Ở nhà mình thì chỉ còn mỗi con gà thôi. Mình muốn nhờ chương trình hướng dẫn cho mình chế biến một món ăn từ gà, vừa ngon, vừa lạ miệng, nhưng mà phải nhanh một chút. Cái vụ này là hơi bị khó khăn rồi nha. Chúng ta chỉ có mỗi một con gà thôi. Vậy thì chúng ta chỉ có cách là sử dụng những cái nguyên vật liệu mà sẵn có trong gia đình thôi. Ví dụ? Có rồi. Đầu tiên là chào. Món thứ hai là marinade. Không biết là các bạn khán giả cũng như là Minh Châu biết món gì chưa? Chưa nói làm sao mà biết được đúng không? Đó là gà kho chao marinade. Để chế biến món ăn này, chúng ta sẽ có những nguyên vật liệu như sau. Gà 400g đã chặt sẵn rồi nè. Chúng ta còn có chao đỏ, chao trắng, sa tế tôm, tỏi bầm, hành tím bầm, khoai môn và nước dừa cùng với các gia vị thông thường và đặc biệt là sốt marinade aji mayo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp thịt gà ha. Chúng ta sẽ cho một muỗng cà tỏi bầm, hành tím bầm cũng vậy. Chúng ta có khoảng một muỗng cà phê hạt nêm aji ngon, 3 muỗng cà phê đường và thêm một tí xíu tiêu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ trộn thật là đều lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ còn cái phần chao với sa tế ban nãy đúng không? Đó, trước khi cho vô á, đó thì tán nhuyễn nó ra một tí xíu. Và chao trắng thì cũng tương tự vậy ha. Sa tế tôm khoảng 2 muỗng canh. Tiếp tục chúng ta trộn đều. Bây giờ thịt gà của chúng ta đã trộn xong rồi thì chúng ta để đó để gia vị nó ngấm nè. Để khoảng 5 phút là được rồi đó Minh Châu. 5 phút rồi. Khoai môn nè, bây giờ là chúng ta sẽ cắt thành những cái khối vừa ăn đều nhau khoảng 3cm đó Minh Châu. Bây giờ Khôi sẽ nhờ Minh Châu làm một công việc rất là nhẹ nhàng thôi. Việc gì? Chiên vàng khoai môn. Nhưng mà trước sau gì mình cũng kho cái khoai môn này mà, tại sao mình phải chiên lên nữa vậy? Tại vì cái bước này là khá là quan trọng cho cái món của chúng ta nè. Lý do mà Khôi nói các bạn khán giả cũng như là Minh Châu chiên vàng trước khoai môn là để cho khoai môn của chúng ta khi mà đưa vào kho thì nó sẽ không có bị nát. Châu nhớ rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đừng quên điều này nha. Quý vị hãy chiên vàng khoai môn trước khi chúng ta đem kho. Như thế thì khoai môn sẽ không bị nát trong quá trình kho. Châu cho vô nha. Khoai thì chắc là cũng nhanh chín thôi đúng không? Đúng rồi, và chúng ta cũng không phải là chiên vàng để cho chín đâu, mà chúng ta là để chiên cho nó săn lại cái bên ngoài thôi. Để tí nữa nó không có bị nát đó. Khoai vàng xong rồi vớt ra liền. Và các bạn nhớ là chuẩn bị một cái dĩa có giấy thấm dầu giống như Khôi nha. Cho bỏ ra đây ha. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nồi. Khôi cho một tí xíu dầu ăn thôi nè. Cái nồi của chúng ta là cũng khá khá ấm ấm rồi đó. Đó, cho vào là nghe cái mùi xèo. Hay. Đúng rồi. Bây giờ là cái phần gà của chúng ta là nó đã chuyển sang cái màu vàng, mùi vị cũng hấp dẫn rồi. Chỉnh lửa nhỏ lại. Đó. Nhưng mà mục đích của cái việc mà Khôi xào gà như vậy để làm cái gì? Để cho cái gà của chúng ta có màu sắc và để cho nó săn lại nữa. Quý vị khán giả nhớ nhé, chúng ta xào gà cho săn để cho gà thấm gia vị. Chúng ta sẽ cho nước dừa vô. Đó, nhẹ tay thôi nha. Wow, miếng gà nè, Khôi nhìn có đẹp không? Mùi thơm cũng rất là hấp dẫn rồi đúng không? Mà bây giờ là Châu có để ý thấy là nước cốt dừa chúng ta rút xuống một tí rồi đó. Vậy là gần xong rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần khoai môn ban nãy vô kho chung thôi. Rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần nấu khoảng 5-7 phút nữa là bảo đảm là sẽ rất là hoàn hảo. Nhưng mà còn thiếu một thứ. Gà kho chao mayonnaise. Mayonnaise, đúng rồi. Khôi sẽ cho vào khoảng một muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Chúng ta sẽ đảo nhanh tay nè. Khi mà cho cái sốt mayonnaise aji mayo này vào trong cái món gà kho của chúng ta rồi thì còn làm dậy lên cái mùi thơm của chao nữa. Thơm quá trời thơm nãy giờ rồi đó. Và đặc biệt là còn tăng thêm cái độ béo trong cái món gà kho của chúng ta đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bếp, dọn ra thưởng thức thôi đúng không Minh Châu? Chính xác. Wow. Ừ.
Rồi, nhìn quá ngon quá hấp dẫn rồi. Chính nhưng mà xác. Sẽ trang trí thêm một cọng ngò rí ở bên trên nè. Một tí xíu ớt. Vậy là món ăn của chúng ta ngày hôm nay, món gà kho chao sốt mayonnaise đã hoàn tất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem là món ăn này ngoài tiêu chí là nhanh, gọn, dễ thực hiện, phù hợp với yêu cầu của chị Ngọc ra thì còn có ngon không nhé. Cái này thì phải thử mới biết được đúng không? Đây. Cảm ơn Khôi nha. Chà chà chà. Có vẻ như rất ngon. Sao mà ngon quá vậy? Minh Châu tin là món ăn này đã làm hài lòng vị khán giả của chúng ta, đó chính là chị Ngọc. Và nếu như quý vị khán giả cũng muốn được như chị Ngọc, được xuất hiện trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày và gửi yêu cầu cho các đầu bếp của chương trình thì rất là đơn giản quý vị ạ. Chỉ cần gửi thư cho chúng tôi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557 để chia sẻ với chúng tôi về vấn đề của quý vị. Hoặc quý vị cũng có thể ghé thăm trang web mongonmoinghay.com để tìm thật nhiều những thông tin hữu ích ở đó. Còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.